Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 8, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận ca mắc COVID-19 là người nhà bệnh nhân tại bệnh viện Hợp Lực có địa chỉ thường trú tại làng Thổ Ngõ, thôn Xuân Tiến, xã Quảng Long, huyện Quảng Xương. Xác định đây là ca bệnh phức tạp liên quan đến nhiều người nên các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai nhiều giải pháp khoanh vùng, truy vết, khống chế dịch. Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã cử các đội phản ứng nhanh hỗ trợ huyện Quảng Xương và bệnh viện Đa khoa Hợp Lực triển khai các giải pháp cấp bách phòng chống dịch. Từ 18 giờ ngày 29 tháng 8, bệnh viện Đa khoa Hợp Lực tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân. Tất cả cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà trong bệnh viện cách ly theo nguyên tắc khoa phòng cách ly với khoa phòng, ai ở đâu ở yên đấy. Ngày 30 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa ra thông báo khẩn về việc phong tỏa tạm thời bệnh viện Đa khoa Hợp Lực để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Từ 19 giờ ngày 29 tháng 8, huyện Quảng Xương đã phong tỏa tạm thời theo chỉ thị 16, làng Thổ Ngõ, xã Quảng Long, áp dụng các biện pháp giãn cách tạm thời theo chỉ thị 15, xã Quảng Long. Từ đêm qua đến sáng nay 30 tháng 8, bệnh viện Hợp Lực lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả cán bộ, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà. Huyện Quảng Xương đã lấy mẫu xét nghiệm tầm soát nhanh cho hơn 1.000 người trong làng Thổ Ngõ, cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Các biện pháp phòng chống dịch đang được triển khai quyết liệt để kiểm soát kịp thời các nguồn nguy cơ lây nhiễm. Tại thị xã Nghi Sơn, ngay sau khi phát hiện ca dương tính với COVID-19 tại tổ dân phố Phú Tây, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn có nguồn lây từ bệnh viện Đa khoa Hợp Lực. Các đơn vị chức năng đã thần tốc truy vết các trường hợp có liên quan, lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch, đồng thời phong tỏa tạm thời cụm dân cư phía Tây quốc lộ 1A thuộc tổ dân phố Phú Tây, phường Hải Lĩnh theo chỉ thị số 16. Phần còn lại của phường Hải Lĩnh áp dụng theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Với tinh thần chung tay phòng chống dịch COVID-19, sáng nay tập đoàn Danco đã cho tặng một xe cứu thương và 10.000 bộ kit test nhanh COVID-19 cho tỉnh Thanh Hóa. Tập đoàn Danco hy vọng việc tài trợ này sẽ góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân Thanh Hóa, cùng chung tay với tỉnh trong công tác phòng chống dịch đang có nguy cơ lây lan trong cộng đồng, tiến hành xét nghiệm truy vết, bóc tách F0. Đây cũng là tình cảm và trách nhiệm của lãnh đạo cán bộ nhân viên Danco Group đối với công tác an sinh xã hội, sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng nói chung tại tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19 của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh trên 100 tỷ đồng tiền mặt, một xe khám bệnh, cấp cứu, xét nghiệm lưu động, 2 xe cứu thương, 10 phòng xét nghiệm đồng bộ và 140.000 bộ kit test nhanh COVID-19. Từ nguồn ủng hộ này, tỉnh Thanh Hóa đã trích trên 17 tỷ đồng để ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và 7 tỉnh thành phố, đồng thời chi cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Cùng với đó, tỉnh Thanh Hóa đã tăng cường gần 300 cán bộ y bác sĩ chi viện cho công tác phòng chống dịch tại các tỉnh phía Nam, quyên góp được 2.300 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm ủng hộ đồng bào vùng dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh Hóa vừa thông báo tạm dừng giao dịch kể từ ngày 30 tháng 8 đến hết ngày 1 tháng 9 năm 2021 do liên quan đến một trường hợp đến giao dịch tại trung tâm vào ngày 16 tháng 8 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Trong thời gian tạm dừng giao dịch trực tiếp, người lao động có nhu cầu nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có thể photo hồ sơ gửi qua đường bưu điện về địa chỉ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh Hóa số 2 Tây Sơn, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa. Người lao động có hẹn lịch trả các quyết định giải quyết chế độ trong thời gian từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9 sẽ được rời lịch trả quyết định vào ngày 6 tháng 9. Các hoạt động khai báo tình trạng tìm kiếm việc làm, tư vấn việc làm vẫn được trung tâm tiếp nhận giải quyết qua số điện thoại của trung tâm 02373852310 và hình thức online. Chủ tịch Ủy ban dân huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Lê Đình Dinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thiệu Chính để kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trước đó, trên địa bàn xã Thiệu Chính xảy ra vụ việc Nguyễn Đình Lộc, chủ quán karaoke Lộc Căng ở thôn Dân Tiến, xã Thiệu Chính, mở cửa cho 4 đối tượng ở huyện Yên Định đến hát karaoke, bất chấp lệnh cấm tổ chức các hoạt động tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID-19. Sau đó, các đối tượng này vay hơn 26 triệu đồng của Nguyễn Đình Lộc nhưng không có tiền trả, nên Lộc đã bắt giữ cả 4 người ở lại quán. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang Nguyễn Đình Lộc về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Tiến hành xét nghiệm, cơ quan công an phát hiện 3 đối tượng dương tính với các chất ma túy. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thiệu Chính, huyện Thiệu Hóa để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã. Dịch bệnh COVID-19 đang có những ảnh hưởng lớn đến hoạt động của hầu hết các doanh nghiệp. Thế nhưng trong khó khăn, các doanh nghiệp Thanh Hóa vẫn đang chủ động tìm cách ứng phó, linh hoạt hơn trong sản xuất kinh doanh để có thể duy trì hoạt động, hạn chế tối đa thiệt hại do dịch bệnh gây ra.
hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và nhập khẩu phân bón, 8 tháng năm 2021, doanh nghiệp này đã gặp không ít khó khăn do giá nguyên vật liệu nhập khẩu tăng mạnh, trong khi sức tiêu thụ sản phẩm rất chậm. Để duy trì sản xuất, doanh nghiệp đã linh hoạt hơn trong khâu nhập khẩu hàng, cơ cấu lại các bộ phận làm việc, đồng thời điều chỉnh giảm khoảng 10% đến 15% kế hoạch sản xuất đặt ra từ đầu năm. Để mà duy trì được thì chúng tôi chuyển sang là điều hành theo các cái kế hoạch theo tuần và thậm chí là theo ngày để có thể là ứng biến đối với cái thị trường cho nó phù hợp. Ngoài ra thì do dịch bệnh cho nên là các cái công tác làm việc trực tiếp đối với đối tác cũng như với khách hàng là nó khó khăn, thì công ty cũng phải chuẩn bị các cái biện pháp là ứng dụng các cái đối với cái chuyển đổi hội số. 8 tháng năm 2021, Thanh Hóa có trên 1.100 doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và giải thể. Nhiều doanh nghiệp do có khó khăn về dòng tiền và thị trường đã buộc phải cắt giảm lao động, dừng một phần hoặc tạm dừng hoạt động. Thế nhưng, cũng có những doanh nghiệp vẫn quyết tâm bám trụ thị trường, thực hiện điều chỉnh mục tiêu, kế hoạch để duy trì hoạt động, từng bước vượt qua giai đoạn đầy khó khăn. Khoảng 11 giờ trưa nay, một vụ cháy đã xảy ra tại gian chứa hàng nằm ngay bên cạnh chợ Điện Biên, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Sau gần 30 phút chữa cháy, các chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa và người dân đã dập tắt đám cháy. Theo các nhân chứng, ngọn lửa bắt đầu từ bên trong các gian hàng rồi lan ra các biển quảng cáo. Ngay khi phát hiện cháy, người dân khu vực chợ Điện Biên đã tổ chức dập lửa và gọi điện cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã điều động 5 xe chữa cháy, xe bồn cùng 35 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường triển khai phương án dập tắt đám cháy. Sau gần 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để xảy ra cháy lan cháy lớn vào chợ Điện Biên. Vụ cháy không có thương tích về người, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sau đây là những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin không chính xác về tác dụng hỗ trợ điều trị COVID-19 của dược liệu địa long hay còn gọi là giun đất. Bộ Y tế khẳng định đến thời điểm hiện nay, Bộ chưa cấp phép lưu hành cho bất kỳ sản phẩm có thành phần địa long nào có tác dụng hỗ trợ điều trị COVID-19, cũng chưa nhận được bất kỳ báo cáo khoa học nào chứng minh hiệu quả hỗ trợ điều trị COVID-19 của giun đất. Để đảm bảo an toàn, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không tự ý mua sử dụng dược liệu, các sản phẩm từ dược liệu theo lời quảng cáo trên mạng xã hội khi thông tin chưa được kiểm chứng và chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền để tránh tiền mất tật mang. Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người khác. Vụ thứ nhất liên quan đến chùm ca bệnh mắc COVID-19 tại chi nhánh Viettel Post, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài khiến 8 nhân viên của Viettel Post, thị trấn Thứa đều mắc COVID-19. Vụ thứ hai là trường hợp tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, đến thị trấn Thứa, huyện Lương Tài nhưng không khai báo đúng lịch trình di chuyển, có kết quả bị COVID-19 và làm lây lan dịch bệnh cho 2 người khác. Vụ thứ ba liên quan đến trường hợp lái xe dịch vụ ở xã Thái Bảo, huyện Gia Bình nhưng không khai báo, không chịu cách ly y tế và có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, khiến 6 trường hợp trở thành F1, 19 trường hợp trở thành F2 và 49 trường hợp F3. Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài vừa kiểm tra phát hiện 7 lô hàng vi phạm nhập khẩu từ Nga về sân bay quốc tế Nội Bài. Cụ thể, theo thông tin vận đơn và khai báo hải quan hàng hóa thể hiện là quà tặng, thiết bị rèn luyện thể chất, lọ hoa bằng thủy tinh, đầu độc đĩa CD. Tuy nhiên, khi tiến hành kiểm tra, lực lượng hải quan phát hiện 180 bộ kit test nhanh COVID-19 và 330 hộp thuốc Amperol, mặt hàng được quảng cáo dùng trong điều trị COVID-19. Được biết, mặt hàng thuốc và kit test COVID-19 là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện và được Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu, nhưng thời điểm kiểm tra, 4 lô hàng trên không có giấy phép theo quy định. Chiều tối qua, một vụ cháy xảy ra tại tòa nhà 16 tầng đang thi công thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Xá ở đường Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương đã điều 5 xe chữa cháy cùng 35 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Thời điểm tiếp cận hiện trường vụ cháy, lực lượng chữa cháy phát hiện có 2 công nhân đang mắc kẹt bên trong nên đã triển khai phương án tiếp cận đám cháy bằng cầu thang thoát hiểm phía sau tòa nhà. Đồng thời sử dụng bình dưỡng khí, phòng độc cách ly khói và hướng dẫn 2 công nhân bị nạn thoát hiểm an toàn. Đám cháy sau đó đã được dập tắt hoàn toàn. Bản tin 18:30 hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.